Rồi, xin chào các bạn nha. Từ cái hôm mà đi câu cá tập 3 bệnh tới giờ bữa nay mới xuất hiện. Thì bữa nay mình sẽ dẫn các bạn đi coi show tiếp. Này, show này là show bonsai nha. Đó, bây giờ mình sẽ cùng các bạn đi coi show bonsai. Mà cái show này hơi đặc biệt nha. Đặc biệt ở chỗ là do người Việt Nam mình tổ chức. Ghê chưa? Đây, chuẩn bị vô nha. Do người Việt Nam mình tổ chức, mà không phải là hội nhóm nha. Là một người, là một cá nhân nha, một cá nhân tổ chức. Này. Đó, giờ mình đi vô coi bonsai show nha. Rồi, giờ mình đi vô nha mấy bạn ơi. Rồi. Giờ vô mua vé rồi mình coi coi ở trong có gì ha. Rồi giờ mình vô mình mua vé nha mấy bạn ơi, vô mua vé coi cây nha. Hello. Cho anh ba vé. Không, ba vé. À. Three. Yeah. Okay, no worry. Another two over there. Yeah. Okay. Thank you. Tem tay. Tem tay. Trả rồi, giờ vô tem thôi. đây là chủ show nha mấy bạn ơi. Đây là cô Madame Bonsai nha. Chào cả nhà nha, nếu mà được ở gần đây phải ra thăm Madame Bonsai. Đây là cô nha. Madame Bonsai. Cái show này là của cô nha mấy bạn ơi. Đó, mình quay cô á. Đây là ưu tú luôn á. Cảm ơn nha. Rồi giờ mình vô mình coi cây nha. Giờ mình sẽ đi từ cây cho các bạn coi nha. Đấy. Lung Si Đa trai như em Lung Si Đa đứng đây mà mua cái gì anh gì. Đâu có quê. Japanese Maple Butterfly. Đó. Đẹp không? Một cái thông. Có tên nha mấy bạn ơi. Đó. Wow, đẹp quá. Xìa. Thank you.
Japanese black fly. Lucida, Lucida, Lucida nha mấy bạn ơi. Cái này bự khủng bố luôn. Rồi. Rồi. Japanese Wi-Fi. Cây này táo gai nè mấy bạn ơi. Đang có bông, táo gai đang có bông. Hàng khủng nha mấy bạn ơi, cây này hàng khủng nha. Ông á có chừng cắn cây là hết nhau hết rồi. Cái này bự nha mấy bạn. Lucia tiếp. Cái Lucida bự thường lứ luôn nha mấy bạn ơi. Cái này bự lắm nha mấy bạn. Bự lắm ạ. Cái này quá trời vĩ đại. Rồi, qua cái dàn Shohin nhỏ. Cây này giống linh sam vậy nào mà không phải linh sam nha mấy bạn. Cây này nó kêu là King View. Đây cái tên của nó đây. À, nhỏ vậy là phải mấy chục năm tuổi nha bạn. Đây nè, mình để cái tay mình vào. À, một xíu nha mấy bạn ơi. Thank you.
ngược ngược ánh sáng, ngược ánh sáng, ngược ánh sáng, ngược ánh sáng. Thác đổ, thác đổ, thác đổ. Quay một vòng sân khấu cho các bạn coi nha. Rồi, cái show này, cái show này là của cô Madame Bonsai nha mấy bạn. Đó. Này là chỉ là một người thôi nha. Rồi. Thủ quyên. Hinoki. À. Quá bự, quá bự. Tổng thể nha mấy bạn. Cho các bạn coi tổng thể của nó. Cho mấy bạn coi từ chất vô. Cây này cái gì? Cây này giống cây si trắng Việt Nam. Cây si trắng. Rồi, trade lên máy luôn. Trading Maple nha mấy bạn. Trading Bài Hưng. Yeah. Mm.
lông trắng nha. Hoa tùng, hoa tùng. Đây, ngủ xuống luôn. Ui. So yeah, so now he's starting to clap. Họ mà mày gái rồi, mày chết rồi. Cả năm á. Đi thôi, buồn ngủ lên đi. Buồn ngủ đi chơi. Rồi, toàn cảnh nha mấy bạn ơi. Đây còn thiếu chỗ nào? Đây. No worry. Tắm gần kinh view nghe mấy bạn.
Việc này bán cây nha các bạn. Cây này bán á. Bán cây, bán chậu. Bán cây, bán chậu. Rồi, khu vực này bán cây nha mấy bạn. Thì tổng quan của cái show này là vậy. Thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn yêu thích thì nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình nha. Mình sẽ cố gắng ra được nhiều thêm video hay hơn nữa. Thì video mình tới đây cũng hết rồi. Thì bây giờ xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người sức khỏe nha. Bye bye.